Trời ngon quá chừng luôn á, lâu lắm rồi không được ăn sầu riêng tươi. Ông xã mình quyết định mua chứ mình thì không bao giờ. Tại hành đây. Bây giờ mình xào cái miệng. Mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh channel của mình nha. Đây là những bữa ăn đơn giản của nhà mình. Thì mấy đứa con á, của mình á, là Ophelia thì nó khi nào nó thích ăn legume lắm các bạn, nó không có chịu ăn, nhưng mà bù cái là nó thích ăn các loại trái cây. Còn thì Tony á, thì nó chỉ thích ăn legume mà thỉnh thoảng chứ không được ăn, chứ không chịu ăn nhiều đâu, nhưng mà không chịu ăn trái cây. Nó không chịu ăn các bạn. Mình cũng tập từ nhỏ nhưng mà hồi bé xíu ấy, cái gì nó cũng gặm, nhưng mà khi nó lớn lên khoảng 1-2 tuổi gì đó là nó không bao giờ nó chịu ăn cả legume và trái cây, nó không chịu ăn. Bây giờ lớn nó mới chịu ăn chút đỉnh. Bây giờ mình làm thịt bò xào củ hành cho ông xã mình ăn. Thì đôi khi nhà mình thì chứ con mình món riêng, ông xã mình món riêng, còn mình ăn đồ hôm qua của mấy đứa nhỏ. Đôi khi mình làm đồ ăn vậy nè các bạn, nó ăn không hết đó. Thì tánh của mình là không có bỏ thức ăn. Nói chung là mình ăn có thức ăn là mình phải ăn cho hết, chứ mình bỏ thì tội lắm. Tại vì có người khác người ta cũng đâu có cái ăn để mà ăn đâu, nên mình không bao giờ mình hiếm cái chuyện mà bỏ thức ăn lắm. Nên mình hay ăn những cái đồ vặt, còn mình làm cho mọi người ăn cái mới vậy đó. Thí dụ ăn, đôi khi mình cũng có ăn chung, nhưng mà thí dụ con mình nó ăn không hết này nọ là mình phải ăn, chứ mình không có bỏ. Thì tại tánh mình vậy, bỏ thì tội. Nói chung là người khác không có cái ăn mà mình cứ ăn thức ăn mà mình bỏ là tội. Mình cũng không có tiết kiệm được tiền nữa các bạn. Nhà mình là cũng thuộc dạng là thu nhập thấp nha các bạn, chứ không phải là thu nhập cao nha. Là chỉ có mình, ông xã mình là có một đầu lương thôi, còn mình thì chưa có đi làm. Mình tại vì Lenny bệnh á, nên mình phải ở nhà mình giữ Lenny. Và bây giờ Lenny đi học cái kiểu là như cầm chừng vậy thôi. Nếu có bệnh hoạn diện cái là không, người ta không có nhận. Như nó cảm, nó sổ mũi, nó ho một chút là người ta cũng nhận luôn. Nên mình nó chỉ cần cảm chút là mình phải giữ ở nhà. Tại Lenny bị bệnh á, nên thành ra người ta đã từng nhận một lần là người ta phải gọi tới. Người ta gọi tới mình rước về. Tại vì em không thở, em khó thở. Ở đây thì đời sống rất là cao nên giá cả cũng cao. Nên thành ra mình một đầu lương rất là chi tiêu, rất là phải tiết kiệm các bạn. Nó vừa đủ một tháng đó thôi, nếu nó có dư thì nó không thể có dư được. Nên các bạn có thấy không, mình không có bao giờ mình dám xài cái gì mà ấy hết trơn á. Thì cũng như thí dụ ông xã mình đi làm thì được cái lợi từ công ty cũng như hãng Lacoste thì nó chăm sóc nhân viên tốt, thì nó có cho cái này cái nọ thêm thôi. Thì nhà nước ở đây cũng quản lý thu nhập của người dân luôn nha các bạn. Thì thu nhập ở đây là người ta cũng như một gia đình đó là lương bao nhiêu là người ta biết cái khoản mình bao nhiêu. Như nhà mình thu nhập thấp vậy nè là nhà nước sẽ trợ cấp thêm cho mấy đứa nhỏ, thêm vậy đó cho mấy đứa nhỏ để mà nó cho mình đủ chi tiêu. Chứ thôi là có một mình ông xã mình đi làm thì hoàn toàn không có đủ, chỉ đủ mình ông xã mình thôi chứ không có tới mình với mấy đứa nhỏ. Bây giờ cuộc sống ở Pháp không phải là bên Pháp đều giàu có tiền. Nói chung là người ta đủ cái chi phí của người ta vậy thôi, chứ nói giàu là không thể nào giàu được. Tại vì
Phải khi người hai người mà đi làm có hai đủ lương cao hoặc là kinh doanh mới gọi là có tiền, mới có dư này nọ thôi. Chứ mà sống như cái kiểu gia đình mình là không bao giờ các bạn. Nên các bạn nói không, cái chuyện mà mình đi về Việt Nam á, thì làm sao mà về được? Với cái thu nhập như thế này thì không thể nào mình đi về được hết trơn luôn á. Về được không vậy? Trời ơi, đẹp gái vậy đó hả ta? Dở ra, cái mặt nó đẹp cỡ nào? Đi, dở ra đi cho cô chú coi. Cái mặt nó đẹp cỡ nào nó dĩa ra. Ôi trời ơi, mình dễ đẹp mà, phải phê mọi người chứ. Ôi mẹ thấy đẹp trai quá mà, trời ơi đẹp vậy đó hả? Mà lấy son phấn của mẹ, mỗi lần son phấn của mẹ là con vẽ như vậy đó, biết không? Trời ơi. Thôi, bữa sáng của mình là bánh. Cái phần này là con mini nó bị ngứa nè. Mình phải làm riêng cho nó một tô, còn cái này tụi nó. Con phải ly đồi uống cacao. Giờ mình pha cacao, mình pha trà sữa cho cái quy hôm nay nó về. Sao? Hôm nay mình nấu cháo vịt nữa. Trời, nó chưa về nữa, khó quá. Nó cao rồi rồi. Con gái mình đợi đợi uống nè. Cái phần này của Ophelia. Giờ mình nấu bánh cho nó trước. Nãy mình để ít dầu quá. Hai cái bánh của Lenny đây. À, cái này không có sữa, không có phô mai, không có bơ. Không có sữa, không có ngọt đâu. Mình để đường thôi. Nước trứng với bột. Nghe này con trai, con ăn đi. Chị Ophelia ăn có của riêng của chị Ophelia rồi. Con cứ ăn phần của con đi. Ừ. Chị Ophelia có phần của chị Ophelia rồi. Các bạn biết không, nó Philly mới đầu không biết xin phần của nó đưa mà mình không cho Philly lấy, tại vì nó có 4 cái à, mình làm riêng cho nó. Còn Philly nó có một nhiều lắm, mình chưa có nướng tới, cái nó không chịu ăn khi không cho Philly ăn chung, cái mình phải giải thích tới luôn nó mới chịu ăn. Hay kêu Philly nói như thế nào nó mới chịu ăn. Không phải là mày không cho chịu Philly đâu, chịu Philly có nguyên một thao. Thì bữa ăn sáng của mấy đứa nhỏ với mình á, là ăn đồ ngọt không à, ít khi mà ăn thức ăn mặn lắm nha các bạn. Nên thành ra mình hay làm các loại bánh á. Thì bánh này thì giống bánh kẹp của Việt Nam mình nè. Mà cái khuôn này là khuôn vuông. Còn với bánh khép là bánh xèo tây á các bạn. Đó mình hay làm đó với bánh bông lan. Mà mình làm bánh á các bạn là tụi nó ăn bánh không là nó không ăn. Ăn các thức ăn mặn khác nha. Nó cứ ăn hết sạch vậy đó. Rồi xong nó chừng nào nó cảm thấy hết rồi, bắt đầu nó mới chuyển sang nó ăn đồ ăn mặn. Nên thành ra mình làm á, là mình nó ăn vậy là mình phải nghỉ 1-2 ngày, 3 ngày bắt đầu mình mới làm bánh lại. Thế thôi, nó ăn bánh hoài cũng không có tốt. Giờ 9 giờ sáng, bây giờ trời không có lạnh, bớt lạnh rồi nha các bạn. Có gió ha. Ăn gà đi ăn sáng rồi. Hồi bữa mấy cái thân cây này nè các bạn, nó đóng băng hết luôn á, đẹp ghê. Bữa mình mời các bạn xem đó. Hôm nay hết rồi. Cuộc sống Pháp không có giàu nhưng mà mình thấy chất lượng cuộc sống mình rất thích các bạn.
nó sống rất là tình cảm. Người Pháp đối với mình nó rất là, người ta tốt lắm. Nói chung là không quen không biết, nhưng họ sẵn sàng họ giúp đỡ bạn tất cả những thứ gì mà bạn cần, họ sẽ giúp đỡ nếu điều đó là đúng nha. Họ không thích gian dối đâu, cái gì có sự thật thì nói sự thật, họ sẽ giúp mình. Mình thích ở đó đó, với cách giáo dục của họ này nọ về cho trẻ con mình rất hài lòng, nên mình thích. Nghèo nhưng mà mình thích cái chất lượng cuộc sống. Và cuộc sống nó nói chung là có nhiều người Việt Nam đi qua đây không có thích đâu. Một là chê nghèo, hai là buồn bã, nói buồn lắm. Tại vì mình quen cuộc sống yên bình đó các bạn. Thì hồi xưa mình ở quê mà xa xa mới có cái nhà, nên mình sống vậy mình cũng quen. Mình cũng không có đi chơi, ở Việt Nam mình cũng không có đi chơi đâu, mình chỉ lo làm thôi. Ngược cái mình cũng qua đây mình sống vậy mình thấy hợp. Nhưng có nhiều người rất là qua đây rất là sốc, khóc, buồn, đòi về nhà, đòi về Việt Nam. Thì cũng có nhiều trường hợp kết hôn xong vẫn trở về Việt Nam nha các bạn. Nhưng mỗi người một ý, mỗi người một tánh, không có hợp nha. Cái cuộc sống nó yên ả, yên bình. Nhiều người người ta không thấy hợp, ta thích ở Việt Nam nó ồn ào, nó vui vẻ. Gia đình ở Pháp thì người Việt mình thì đàn ông đa số là người ta đi làm về cho lo cho gia đình, con cái, hay là người ta không có đi chơi sau buổi đi làm đâu các bạn. Thì đi cái đó là như ông xã mình là cũng có đi nhưng mà hiếm lắm. Lâu lâu như bữa mình gói bánh tét là ông xã mình mới đi với bạn bè vậy thôi, chứ đa số là người ta đi làm về rồi về nhà gia đình con cái vậy thôi. Cuối tuần chỉ dành cho gia đình con cái hết, giống như người Pháp người ta cũng vậy thôi. Bạn bè là cũng có mà ít khi, chứ không có ai mà sau giờ làm là đi nhậu. Đi nhậu bạn bè hẹn hò mà hầu như đàn ông Việt Nam mình là hơi bị nhiều. Còn như ở đây vậy là không có các bạn, hiếm ba cái chuyện đó lắm. Chỉ trừ khi chắc những người mà say rượu, chắc người ta cũng mua rượu về nhà uống thôi, chứ cũng đâu có ai rảnh đâu mà đi gặp nhau mà uống mỗi ngày. Không có vậy. À, mắt nó còn bị kìa ba ơi. Con ghen kìa ba. Ồ, mắt còn ghen. Ô, sáng sắp chỉ xúc miệng của mặt chưa mà ăn nha. Nói miệng nghe coi. Ăn. Mà có xúc miệng chưa? Chưa phải không? Nhìn đi. Nhìn đi. Đầu cổ lớp tai nhìn buồn cười. Rồi ba dạy. Thả tim sao? Hai cái tay để sao? Vậy nó đâu biết đó, trái tim nào. Nó làm trái tim cái kiểu hai cái tay nó đau đớn một cái thì nó làm được. Đi. Cô chú thấy có ăn cái này là mẹ phạt ăn làm nửa cái bỏ không à. Mình gom lại bắt nó ăn, chứ không có được lãng phí gì. Mình nói hết mấy cái kia rồi, mấy cái nguyên rồi. No, không có dọc. Không có được dọc. Con không được dọc, con ăn đàng hoàng không có được dọc nha. Cút mẹ đi. S'il te plaît. Merci. Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay mình review một trái sầu riêng ông xã mình mới mua, mà mình kể cho các bạn nghe đây là cũng lần đầu tiên mình ăn sầu riêng tươi tại Pháp luôn nha. Cái này là nói sự thật, mình đó thì cái tánh mình thì thiệt tình như các bạn, có sao mình nói vậy, chứ mình không có thích cái kiểu mà nói như thế nào thì mình không có biết đâu, không ấy đâu. Có sao mình nói vậy nha, là mọi người cũng đừng cười mình, tại vì sầu riêng á, tươi á, là lần đầu tiên mình ăn ở đây,
mình không có, mình ăn thường thường là mình mua sầu riêng đông đá không các bạn, nó rẻ tiền hơn. Còn sầu riêng tươi thì nó rất là mắc tiền, nhưng mà hôm nay thì lại cái chợ của Tây á, là một cái chợ găng phe thì nó bán có 20 euro một ký thôi, chứ chợ Việt Nam mình lúc trước mình quay ở trên Paris á, là 25 đồng một ký, mà xưa mới 1-2 năm đây thôi, còn lúc trước là mười mấy đồng ký là cũng không có dám mua rồi. Tại vì nói chung là tùy theo túi tiền mỗi người ha, nói chung là mình cũng không, mình không có làm gì ra tiền nên mình cũng không có dám xài gì đâu. Cái này là ông xã mình quyết định tự ông đi mua đem về thôi, chứ kêu mình cũng mua đâu. Thì trái này là 54 euro các bạn, là chắc cũng hai ký mấy đúng rồi, 54 euro. Giờ mình khui ra nha, coi nó như thế nào nha. Thì trái sầu riêng này là nó chín rồi, nó đã nứt đít rồi các bạn. Cái con này dở ra cái kiểu như ngày xưa tôi cắt ý dạ không được, bây giờ mình phải lấy con dao. Bây giờ được, tôi có đít về là nó nứt ra vậy, cái mình dở ra từ từ thôi, mình lấy con dao đi. Trời, cũng 10 năm rồi nha các bạn, đi qua đây bao nhiêu năm là không có ăn sầu riêng tươi, bấy nhiêu thời gian là bấy nhiêu luôn. Thấy là hơi bị khó khăn. Mọi người chuyên nghiệp, còn mình không có biết đâu. Hồi xưa ăn thì cũng ở Việt Nam mình ăn thì cái người ta tách cho mình á, hoặc về nhà anh chị mình tách cho mình thôi, chứ chưa bao giờ mình ngồi tách. Ấy à, vậy chưa tách trái sầu riêng luôn. Ấy da, ok. Bạn xem nè, được rồi nè. Khảo giác dẻ. Wow, ngon quá chừng luôn nè. Trời ơi. Rồi bữa các bạn á, mình kể các bạn nghe, mình kêu chị mình gửi qua cho mình, cho mình ăn, mà đem qua tới nơi nó hư hết trơn rồi các bạn. Tại vì không có chỗ để mình đem, cũng như mình lột muối rồi. Wow, ngon quá chừng luôn nè. Không biết ăn ngon nha. Ui. Trời, kinh khủng. Ngon quá chừng luôn. Đây, rồi mình tắt cái đằng đây nữa nè. Khi trời rò nó dễ lắm. Trời ơi, ngon ơi là ngon nè. Tuyệt vời luôn, lâu lắm rồi mới được thấy cái quả tươi như thế này nè. Ở Việt Nam là mình thích ăn sầu riêng lắm. Mà mình ăn thì ăn ít thôi nha các bạn, mỗi lần mình ăn lâu lâu mà ăn trái, mà mình ăn nhiều là bị nổi mụn. Mình ăn đồ nóng dở. Trời ơi, ngon quá à. Tuyệt vời luôn. Sẵn mình tách hết luôn. Dạ. Trời ơi, bên này không có gì hết. Rồi, chỉ có nhiêu đây thôi. Sầu riêng của mình nè. Rồi mình được 4 muối ha. Mình được đúng rồi, được 4 muối. Ngay. Ok. Wow.
Quá ngon các bạn. Mà bây giờ mình thử có ngon hay không nha. Có nhiêu đây thôi, một cái chia lép. Ngon quá. Ông chủ nhà ăn đi. Rồi. Lần đầu tiên mình ăn sầu riêng tươi. Ba đi. Ừ, nhiều quá. Ừ. Nhiều quá nghe. Nhiều quá nghe. Trời. Bố tôi lại nghe. Hả? Tôi lại nghe. Ừ. Nghe nữa lại chút chút luôn. Còn gì còn nữa một, không có bụi lắm rồi. Ừ. Tấm nhiều không? Cũng nhiều hả? Mình 9 năm rồi mình mới ăn sầu riêng tươi, 10 năm chứ. À, ba mấy năm. Bây giờ Việt Nam bán ăn sao? Không biết ai mua đâu hả? Không biết chứ. Ra mua người ta tiệm tao bán nè. Phải biết chỗ mua mua không? Anh đi ngang anh thấy rồi. Anh đi ngang anh thấy rồi đúng không? Không biết chỗ đâu, không biết ngon không, những cái thuốc hả? Cái gì vậy? Trời ngon quá chừng luôn á. Ngon đi. Ừ. Hồi nãy cái muối bự như vậy là nó chỉ có một hạt này thôi các bạn, chứ không phải là hai muối trong đó. Hồi đó mình ăn cái sầu riêng nó có hai muối ở trong đó, mà cái này có một muối duy nhất rồi. À, hai muối, cái này hai muối nè. Đúng rồi. Ừ, này có hai muối nha các bạn. Còn cái hồi nãy mình ăn là một muối. Trời ngon quá chừng luôn á, lâu lắm rồi không được ăn sầu riêng tươi. Ông xã mình quyết định mua chứ mình thì không bao giờ. Biết thuộc lên em không? Hả? Không biết. Nhưng mà Lenny bởi Tết nó có thể nó ăn. Rồi em cho nó ăn được vậy mà. Mình cho các bạn coi quýt nè. Bốn đồng. À, một hộp vậy 4 euro. Ngon ngọt. Quýt với cam ở đây rất là ngon. Trái cây ở đây á là nó không có trái cây của mình, nó mắc thôi, nhưng mà trái cây của nước người ta thì rất là ngon. Nói chung là mỗi đất nước có một loại trái cây, một hương vị cái gì cũng khác nhau. Tất cả mỗi cái đều có cái ngon riêng của nó hết. Nói chung là mình thích ăn trái cây. Đây, trái xoài này mình gọt cho các bạn xem mà cũng. Đây là những chiếc video ngắn tổng hợp của chuyện của gia đình mình, và mình tâm sự về cuộc sống Pháp, gửi đến quý vị khán giả và các cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe tâm sự của mình. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Nếu mọi người có thắc mắc về cuộc sống Pháp như thế nào, hãy comment bên dưới giúp mình nha. Mình sẽ trả lời trong giới hạn hiểu biết của mình. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.